Thôi, hôm nay mình xin phép được chia sẻ với anh em một cái công cụ, nói chung là anh em mình dùng tốt với nhau, anh em có thể tập ở lúc ngoài đời, thì anh em đã tập ở phòng tập, tập ở phòng boxing. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái công cụ khác, tức là anh em cái kính, thực tế ảo mà, cái kính VR, coi được một lần quét. Thì với con này ấy, thì các em có thể chơi những cái game như là boxing hoặc game bắn súng của con. Thì mỗi đêm hoặc là mỗi tuần mình sẽ review một số game, trong đó game đầu tiên thì mình muốn giúp các em chính là game boxing. Đầu tiên là cách tự nhiên kết nối với cái máy tính để ra bài truyền và những cái công cụ khác cũng vâng và những cái trả lời như thế nào. Có một bài hướng dẫn riêng để anh em có thể tự sử dụng được. Và hôm nay mình sẽ thử trên một cái game unboxing thì để anh em có thể cảm nhận được cái việc đánh bốc thực tế là một trong những ngày họ xin lên mặt. Ok, còn đây là hai cái tay cầm, gần hai tay cầm của con BlockPad. Thì với những phiên bản hiện nay là con BlockPad này nó có phiên bản 2 rồi, thì các bạn hãy dùng tay điều khiển cũng được ha, nhưng mà đối với game boxing này nó được bạn dùng hai tay cầm để trái để phải. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu bước vào trong cái trận đấu ha. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối với phần mềm ha. Và bây giờ mình sẽ đeo kính đó. Và xếp hàng vào các bạn. Tiếp theo mình sẽ đeo vào tay bạn, tay phải, tay trái. Các bạn thấy tay phải, tay trái. Dùng lên hộp, tay bạn. Các bạn nhớ lưu ý là nhớ bỏ cái tay vào trong cái dây này, tránh trường hợp. Khi nó bỏ là bạn sẽ rút dài lên cái cầm rồi. Ok, sau sau rồi mình đã chọn đây là một cái game nó bỏ, mình sẽ tắt nó để các bạn xem thử trong môi trường nhà như thế nào. Đây là một cái đã lập môi trường nhà nó đang đi vào trong game, mình sẽ làm thử sao ra đây nè. Các bạn thấy đây là một môi trường nhà nhà, các bạn thấy đây là có những cái đường biên nha, có những cái đường biên. Rồi ok, thì trong cái dòng game của công nghệ nào rất là nhiều game, thì hôm nay mình sẽ trực tiếp để mô cho các bạn cái dòng game mà The Real of the Fire. The Real of the Fire boxing. Thì cái này thì như là nó đang trên cái store nó là tổng phải của 19 độ, thì các bạn có thể là mua trực tiếp và trên cái store nó ăn và chơi. Rồi còn cái giải lập của công nghệ như thế nào thì hôm sau tiếp theo mình sẽ làm gì các bạn xem. Rồi ok, mình chọn chữ phạt của phần. Và nhớ chính là cái kính của nó chắc chắn nhé. Đầu tiên là các bạn phải làm gì? Các
để mà bước lên cái cân và cân cân trước và thấy cái ba của mình là ok. Bây giờ tiếp theo thì mình có rất là nhiều di chú mà để có một cái không gian có tàu hiện tại tất cả những gì có bỏ cát một giờ nó có rất là nhiều setting trở lại thì ở đây mình sẽ cho cái file thì ở đây gọi là cái gì là mặt hơn cái tập này thì các bạn nhé để mà mặt hơn và nếu không thì các bạn sẽ chọn cái khác để mình biết. Tuy nhiên những người này sẽ là người sẽ nắm tay các cái đó của mình. Ok, cái tên thẻ này mang khi ok rồi bây giờ đến đây đến Starmark thấy rõ nha mày anh cũng có đọc này và cái nhà sẽ là mang khi là đối chứng và cũng là việc mình không đem khác thì anh khá là ok, rồi đó biểu một bước mà ra phía sau đó tiếp theo bên phải là cũng đang kết thúc đó thì những cái đó thì là có quyết định mặt các bạn thấy là cái chân đó thì có cái gọi là cái khái niệm gì đó và có thể chọn ok. Thank you.
在五九，
dùng chữ gặp chết dùng chết gặp 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 dùng chết gặp
Cái nghề đại học của anh đây là cái bốc sinh thì tôi đã đọc rất là mỗi lúc hay nhau mình sẽ cho mọi người cần sẽ đi một bảo và các tính địa và các dòng em để đi chợ thì theo đánh giá của tôi đọc là tôi muốn cao nhất là tại và tôi đã đọc bài đi được nhiều ok hay thì mình xin tạm qua nha thì học sẽ có nhiều bài của anh trong những video sau. Thì các bạn thấy hay like và share cho mình nha. Ok, xin cảm ơn.